quần 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 của em, quần của em mít đâu? Trời ơi, đừng nói là bị mất quần nhá. Hay là bị rơi mất quần rồi? Đi anh mẹ nào. Em có rơi ở đây không? Liệu có rơi quần ở đây không ta? Không có. Tìm ở dưới đây chưa? Là quần của em đi đâu mất rồi? Mày sao nào? Ô, ca tìm thấy quần cho em rồi à? Phải thế, ca có tìm thấy ở đâu đây? Đi, đi lên đây để mẹ mặc quần cho em nào. Đi, 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 đi ca. Rồi, lên đây đi mẹ mặc quần cho. Không biết là ca tìm thấy ở đâu quá nha. Chắc là bị rơi ở ngoài đường. Em mà này cũng xuống dưới đấy trời. Kéo nhầm. Ca giỏi quá, ca tìm thấy quần cho em mít đấy. Cảm ơn ca nhá, cảm ơn ca tìm quần cho em nhá. Cha mẹ em giỏi lắm nhỉ. Đây, hai đứa ở đây chơi nhá. Ra ngoài đây chơi. Cho chiều ghế. Hôm nay cho em mít đứng lên xem nào. Em mít đứng lên lại xem nào. Đây, ngồi lên đây. Mím đấy. Nghịch tí nè. Nghịch tí em mít nè. Đi chơi mà rơi mất quần nè. Đấy. Không rồi, mẹ vào nhà đây. Nằm đây hay là em thích nằm ở đây à? Thích nằm ở đây à? Thế mẹ cho nằm ở đây nhá, cho nằm ở đây nhá, cho các ca em biết nằm đây nhá, nằm lên cái giường ở đây nhá. Nằm lên đây cho em.